nè. Con thì chỉ giỏi nịnh thôi. Con nói thiệt chứ nịnh rồi nào đâu. Mà giả sử con có nịnh nó cũng đâu có sao đâu. Cậu mình thì mình nịnh thôi. Không ai mà nó dẻo miệng thế không biết nữa. Giống mẹ con đó. Bởi vì cậu mới chết mười mấy năm nay. Con nhà con đất là trời cho tổ nghiệp cho. Cái con là đã ngoài đường ở lâu rồi. Trời ơi. Tao quốc gì sợ. Bởi vì cậu mới chết mười mấy năm nay. Con nhà con đất là trời cho tổ nghiệp cho. Cái con là đã ngoài đường ở lâu rồi. Trời ơi. Tao quốc gì sợ.